anh chị và các bạn nha. Hiện tại Ái Mí và chị Pơ lại đang ở nhà luôn cả nhà. Và hôm nay là Ái Mí là đang tổ chức trung thu là cho các cháu cũng như là các bé ở bản mình cả nhà. Mời một chân bạn ơi. Hôm nay là bạn Yến là đi về nhà rồi. Còn Ái Mí chị Pơ thì về nhà. Bởi vì là cũng khoảng một thời gian là Ái Mí cũng rất là nhớ nhà nên mình về thăm nhà và tổ chức trung thu cho các bé. Bởi vì là Ái Mí là cũng có đi suốt, là cũng có hứa là sẽ mua kẹo về cho các cháu của mình. Mấy hôm Pơ Ái Mí đi lên Hà Giang thì nhà mình có san chỗ này nhà cả nhà, nên là Pơ Ái Mí là tổ chức ở đây luôn. Ái Mí ơi, em để gần gần dưới này này. Em một chút. Em đã ạ. Em một chút. Đấy, kéo sang bên dưới này. Các cháu. Rồi, nhắc con lo lật cho là lo em. Hai lấy pin mà chị. Đây, hôm nay là mình sẽ giải bạt ở đây và mình ăn kẹo ở đây nha. Rồi, cởi dép vào trong nha. Cởi dép ra nha. Đó, em ngồi đi. Đây là các cháu của mình cũng như là các bạn của cháu mình, các bạn ở xung quanh nhà cả nhà. À tổ, mẹ tuấn mừng rất tí. Mình nhắc rất tí, lá rồi, đến đây. Em Hằng, Thanh Hằng sang bên kia với dì Dung này. Đấy, ở đây với dì Dung. Hôm nay là Mí có mua mấy kẹo để là tổ chức trung thu. Lại nhật tin lại. Mình đi xuống chợ là cũng hết bánh trung thu rồi cả nhà. Mà Mí có mua ít kẹo về. Nào, bây giờ là các con giúp cô là bóc kẹo nha. Đó. Đây là em bé mình không biết giúp được. Hôm nay là trời mình làm buổi sáng luôn. Em có chị hát chú thủ cá bé lại dính bằng cái này. Con chim non hót à? Chị chia ôm bè con chim non hót nha. Con chim non hót như là liêu lo. Và ông mặt trời lên cho sáng sáng. Em chờ mặt tay chạy. Em chạy làm cánh chim. Mẹ đưa em đến trường. Thanh niên này vui lắm này. Các
bạn nào thuộc bài hát nào nữa không? Các bạn nào thuộc bài nào nữa không? Em Hằng là thuộc bài nào nào? Ba thương con. Ba thương con à? Ừ. Hôm nay bên hôm nay là bạn Hằng sẽ lên hát một bài ba thương con nha. Đây, em Hằng ra bên này nè. Em Hằng ra bên kia dì Dung, đằng sau dì Dung để hát nè. Đó, em Hằng hát đi, em Hằng đừng hát nha. Đây là từ một chiều ấy à, chị Pơ và chị gái mình chuẩn bị cả nhà. Đây, mua kìa. Ra. Chị gái mình cũng luôn rất là ngại lên hình. Nên là bây giờ là anh ấy sẽ cắt cho các con em nha. Nhưng mà trước khi cắt, Pơ hỏi cả nhà, đố mọi người biết cái con thì con thỏ này là ai làm này. Đố mọi người biết này. Đây là chị Pơ làm cả nhà. Các con thấy đáng yêu không? Các con biết chơi con gì không? Con thỏ. Vẫn nhìn ra con thỏ nhỉ? Con thỏ của chị Pơ. Đây là tác phẩm đầu tay của Pơ luôn cả nhà. Đây, bây giờ mình sẽ cắt. Cắt đi, ôi, ý, ôm biết nữa. Em mình mới bỏ. Em mình mới bỏ. Đây, mình sẽ cắt cho hai con ăn nha. Trên này là các bé là hay xem tivi là có kim bắp này. Hôm nay là mình là chiều các cháu, mà các cháu thích ăn gì thì Pơ Ái Mí sẽ làm y như thế. Nhà ế kia Ilo mà Cô nhé. Khiêu chó Ilo khiêu sợ. Đây cái kim bắp này. Đây kim bắp hôm nay Pơ Ái Mí này gồm là xúc xích này, trứng này, với cả dưa này. Cà rốt, okay. Rau. Đây còn bạn nè. Ngoan quá. Ngoan quá. Thiệt giỏi quá nhỉ. Đây đều là các cháu của Ái Mí hết cả nhà. Còn mấy bé cũng là hàng xóm nữa. Các cháu hàng xóm đều là cháu mình hết. Bé à bé. Nó xin gì nữa? Không ăn rồi. Ngoan quá. Đây. Nữa bạn nào ăn được cay thì mới chấm từ ớt nha. Hầu hết là các bạn ở trên bản là đều ăn cay. Chấm từ từ thôi. Mà ăn chắc. Ai Mỹ còn một bạn ở Mỹ kia nữa này. Đây. Em ăn một miếng rau cho bạn ý này. Đây là vừa nãy em bé là đi theo mẹ vì em còn bé quá nên là hơi sợ người. Em cắt một miếng cho bé đi. Ăn ngon không? Ngon không? Ngon à? Ngon không? Ngon ngon. Mình cắt tiếp cho mọi người nhé. Hà Tu ngon không? Ngon. Hôm nay là dì Dung với dì Phương làm đấy. Đây, đây em sẽ cắt theo từng miếng này cho cháu. Trước là xem ở trên TV ấy, mình rất là thích ăn miếng như này. Thanh Hằng ăn ngon không? À, bạn nào ăn hết thì là con lần đầu được ăn đúng không? Đấy, ăn một lần trước là dì Phương làm đúng không? Hết chưa? Còn bạn nào nữa? Mình biết. Đây. Con nọ. Bố mẹ Ái Mí là ở trên lán rồi. Mai là Ái Mí sẽ cùng chị Pơ đi lên lán. Mùa này là chỗ mình là mọi người đang làm thảo quả cả nhà. Ai Mi em dựng cái đồ ấy lên. Có sao không được á?
này là mình mua mâm hoa quả nhưng mà em với chị Pơ là xếp chưa khéo tay lắm. Đây là tác phẩm đầu tay của Pơ đấy cả nhà. Tại vì nó không có con dao bé này, Pơ phải dùng cái con dao ái mí đang thái kia để làm cái mặt này cả nhà. Nên là mình lần năm sau chắc Pơ và ái mí lại sẽ mua con dao bé, mình sẽ làm một cái mặt này yêu hơn. Mẹ mẹ, mẹ nào lên. Mẹ xin mẹ em đang muốn xua cháu. Mẹ không ăn à? Mẹ. Ủa? Hiện giờ là trời cũng chuẩn bị tối rồi đấy. Đây này, trời là đang hoàng hôn này, sắp tối rồi cả nhà. Các cháu của mình là hôm nay là thích ăn cái kimbap này lắm ấy. Đây là mình là cũng sẽ thưởng thức một miếng nữa nha. Ừ, đây. Đó. Chấm tương ớt. Mời cả nhà nha. Ngon quá. Pơ cũng phải làm một miếng này cả nhà. Hôm nay Pơ làm caramel, Pơ cũng phải thử một miếng này. Chỉ đi học nha, biết chưa? Phải nghe lời cô giáo nhé. Giái có suy nghĩ em pha. Ăn bưởi. Này hai thanh niên này, ăn ngon lắm này. Đằng sau nhà Pơ bên kia là mọi người đang làm thủy điện cả nhà. Đây là ngay cái sông suối nhà Pơ này là đang làm thủy điện. Các cháu mình rất là thích ăn hoa quả. Đó, bây giờ là đang đòi ăn con thỏ này cả nhà. Đang đòi ăn con thỏ này à? Thế ăn kẹo trước đi. Ăn kẹo đi. Đây. Ăn trước đi. Ăn kẹo đi nhá. Cái mâm này ăn xong rồi để đây để em đựng để cái vỏ bưởi đi. Đòi ăn con thỏ thì ăn thỏ cũng không khả nữa. Thì mà là bác thằng mua kia để ngay chi tiêu à? Nhiều bác hỏi là nhà ai mí là đã ăn nhà mới chưa thì là nhà ai mí là chưa nhá. Nhà mình là phải tới nhà đi lấy thảo quả về đó cả nhà. Nhà ai mí là cũng chưa lấy thảo quả. Hôm nay là đang mua cái tấm bạt mà giải cho các bé ăn này này. Cái tấm bạt này là để mai đi lên lấy thảo quả đấy. Muốn ăn không? Muốn ăn để hai nó mua cái cô bé thái quả. Mà nha, đây này. Cái tấm bạt này là mai mình sẽ đi lên rừng lấy thảo quả để mà cấy thảo quả đấy cả nhà. Cấy thảo quả thì phải lấy bạt và làm nhà ở trên đấy luôn. Thường là nhà mình đi lên rừng lấy thảo quả thì phải hai tuần ở trên rừng già đó cả nhà. Và mình đi là hơn 20 đường gần là bao nhiêu km chị Pơ nhỉ? Không phải gần mười mấy cây đấy. Mười mấy cây đường rừng ấy. 15 cây đường rừng. Đi từ 7 giờ sáng đến 2 rưỡi chiều là mới đến nơi cả nhà. Đấy là người bản địa đi bộ ấy. Yeah. Đấy rồi đó. Thế còn nơi là bắt thằng này. Nhiều chưa? Lên. Bến lọt ôi bé nào. Bắt thằng này chưa?
Chị bưởi ngon đấy chị ạ. Ui, bưởi ngon lắm. Đây, từ từ để dì bóc ra nha. Tít ạ. Mà từ cho từng mạng một nha. Nó tên nó nhau tùy tỏ tỏ. Này mấy năm tên lấy lời như ta. Từ lần đôi bằng nhau chị. Đây, đó. Bưởi này ngon lắm ấy. Chị bóc cho từng bạn một nha. Các bạn tự bóc mùa à. Đủ rồi. Ta lừ. Cả nhà ăn bưởi cùng chúng mình nha. Có ngon không? Không đấy. Ngay bên nhà Pơ Bái Mí cũng đang có một cái trường cấp 1 ở đây. Đây này, cái trường bên này này. Cả nhà. Cấp 1 là sẽ ở các cháu là ừ, các cháu là học đây luôn. Cái trường chỉ sắp mưa ấy. Ừ. Cái chỗ mình là mấy hôm nay là trời hay mưa cả nhà. Nè, ăn kìa. Ngon quá. Ăn cái này đây. Ngon à. Có sắp mưa rồi nên là cũng sắp tối rồi nên là mình sẽ chia các mỗi phần kẹo còn lại cho các em nhá. Chia cho các em mang về. Đây của em tiện trước nha. Mua cái trái, còn mua cái bao cả mò. Có cái thứ màu đỏ nha. Ok. À, đây, bàn tiện này. Cái gì dưới này chắc kéo rồi. Qua hạ, mới qua hạ. Chắc có thể lưỡi chị ạ. Lá tổ nó chít. Chồng ơi lá tổ nó một cây. Bà mà này chưa được nè. Tàn chén cũng mở lại. Ôi chết bà thả ấy, ôi mổ hô em ạ. Đây còn kẹo nào nữa nào. Nè, cầm bạn này này. Kẹo này như thế như các bạn hàng trước nha. Linh Linh, nó chinh ra tôi chinh hả? Chinh ra ơi. Đây em hàng này. Cho các bạn nữa nha. Ngon tên ngon bắt bằng ra. Đó, nhà ép chia bắt bằng á. Có nhẹ ấy, chị bắt thẳng. Con lời thôi, chị cho nhu đều. Chị đều đều, chị nhu khá chị lo. Ê, chú tối ý à. Con mang ra chưa được nữa. Em lấy cái bóng của nó rồi nè. Đây, cái bóng này. Ở tôi không ra để em biết lúc nè. Để cho hả? Được rồi. Đây, con bạn nào chưa được nào. Em nữa à. Bây giờ ăn kẹo xong là đi về thôi. Bye bye nha. Là chị hàng xóm bên mình.
chị là chở hai bé ra ăn kẹo xong bây giờ đi về này. Ôi trên kia trời đang mưa to này anh Mỹ ơi. Ô giờ mưa trên kia là trời mưa to rồi đấy. Giờ là ai Mỹ là mấy bé bé là đang dọn bàn đây cả nhà. Mà trên kia là trời đang mưa to rồi đấy. Mưa sắp tới nhà rồi. Trên kia. Bây giờ là mình đang gấp bạc. Trời cũng đang mưa cả nhà. Nên là anh mình đang gấp cái này để mai đi lên tới thảo quả. Hôm nay là bởi vì ai Mỹ chị Pơ là cũng vừa về từ chiều nay thôi nên là cũng không có gì nhiều thời gian để chuẩn bị. Đây là một bữa trung thu để cho các cháu của mình trải nghiệm trung thu ở trên bản. Bởi vì là các cháu của mình cũng ở trên bản thôi, cũng rất là ít khi được ăn kẹo ở nhà. Nên là ai Mỹ chị Pơ tổ chức một bữa. Mình thấy cháu mình vui là ai Mỹ cũng vui rồi. Cảm ơn là khán giả của Bếp Trên Bản đã luôn theo dõi và đồng hành cùng ai Mỹ chị Pơ. Đợt tới chị Pơ và ai Mỹ sẽ là thường xuyên là đi lên rừng và cũng như là ở nhà. Bởi vì là thời gian này là mình sẽ ở nhà cũng như là quay cái cuộc sống của ai Mỹ chị Pơ đi lên rừng này, lấy củi này, rồi là các series ở trên rừng. Mong là cả nhà luôn ủng hộ và đồng hành cùng Bếp Trên Bản nha. Bye bye.